Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 14 tháng 6, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình 6 liệt sĩ tại Đắk Lắk hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đến thắp nén hương tưởng nhớ thăm hỏi tại gia đình, thân nhân 6 liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong và các đồng chí trong đoàn đã chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, thân nhân và mong muốn các thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Các liệt sĩ gồm Hoàng Trung, Thiếu tá Công an Nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá Công an Nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại úy Công an Nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại úy Công an Nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, và liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cũng trong ngày 14 tháng 6, đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên Thượng úy Đàm Đình Bốt, sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Tu, huyện Cư Cu Yên, và Đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1998, cán bộ Công an xã Ea Tu, đang điều trị tại bệnh viện. Thay mặt đoàn, Đại tá Nguyễn Hồng Phong chúc các đồng chí Công an xã ổn định sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Vietnamnet đưa tin, theo thông tin từ người nhà Thượng úy Đàm Đình Bốt, Phó trưởng Công an xã Ea Cơ Tu, khi bị các đối tượng đâm vào bụng và một số chỗ trên người, Thượng úy Đàm Đình Bốt cố gắng thoát ra khỏi vòng vây rồi chạy vào rẫy cà phê ẩn nấp. Sau khoảng 3 giờ trong rẫy, Thượng úy Đàm Đình Bốt mới ra tới ngoài đường và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, vợ của Thượng úy Đàm Đình Bốt cho biết, đến giờ chồng chị vẫn chưa nói được nhiều. Tuy nhiên, khi biết tin đồng đội hy sinh, chồng chị rất buồn và mong muốn các đối tượng sẽ sớm bị bắt, xử lý theo quy định của pháp luật. Chị Dung cho biết, chồng tôi bị đa chấn thương, nặng nhất là ở vùng bụng. May mắn được sự cứu chữa tận tình của các y bác sĩ giúp chồng tôi sớm hồi phục. Còn Đại úy Lê Kiên Cường, sau mấy ngày nằm điều trị, sức khỏe đã dần ổn định. Đại úy Cường kể lại sự việc. Rạng sáng 11 tháng 6, anh cùng 3 cán bộ công an xã Ea Cơ Tu đang trực tại đơn vị thì bất ngờ bị một nhóm người tấn công. Đại úy Cường cho biết nhóm đối tượng này đã xông thẳng vào phòng làm việc của công an xã Ea Cơ Tu, dùng vũ khí tấn công khiến hai đồng đội của anh hy sinh tại chỗ. Còn Đại úy Cường cũng bị bắn gục, các đối tượng tưởng đã chết nên mới bỏ đi. Theo bác sĩ Trịnh Hồng Nhật, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, sau ca mổ, hai cán bộ công an xã Ea Cơ Tu đã qua cơn nguy kịch và dần tỉnh táo trở lại. Cổng thông tin điện tử chính phủ đưa tin, vào chiều 13 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin với số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Ngọc Tê, sinh năm 1990, trú ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Trước đó, vào lúc 9 giờ 43 phút sáng ngày 11 tháng 6, tài khoản Facebook Nguyễn Cao Trọng đăng dòng trạng thái nóng nhất lúc này là tại Cư Cu Yên, Đắk Lắk. Nội dung đề cập đến vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở tỉnh Đắk Lắk. Đến 10 giờ 52 phút cùng ngày, Nguyễn Ngọc Tê sử dụng tài khoản Facebook của mình là Nguyễn Thiện để bình luận hai lần với nội dung vô căn cứ và hoàn toàn không đúng sự thật. Khi làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Tê khai nhận thường xuyên truy cập vào các hội nhóm bàn luận về chính trị với nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội. Trong khi bản thân thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc nên đã có nội dung bình luận thiếu kiểm chứng, xúc phạm danh dự của lực lượng Công an Nhân dân. Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của các cơ quan tổ chức, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Nguyễn Ngọc Tê gỡ bỏ những nội dung đã bình luận sai trái, đồng thời cam kết không tái phạm. Báo Lao động đưa tin, Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết,
Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường. Các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Theo ông Sô, nhịp sống thường ngày trên địa bàn tỉnh trở lại không khí như những ngày trước 11 tháng 6. Trong đêm 13 tháng 6, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án quyết liệt truy bắt nhóm người liên quan vụ gây mất an ninh trật tự, tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Ông Sô cho biết thêm, trong đêm nay đã có thêm một nghi phạm tham gia gây mất an ninh trật tự ra tự thú. Như vậy, đến nay đã có 3 người tham gia vụ việc ra tự thú để được hưởng khoan hồng. Tổng số bị bắt giữ và tự thú đến sáng nay là 46 nghi phạm. Trước đó vào chiều 13 tháng 6, Trung tướng Tôn Sô cho biết lực lượng truy bắt tiếp tục làm nhiệm vụ và bắt thêm 6 nghi phạm trong vụ gây mất an ninh trật tự, tấn công vào hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Sô, tổng số nghi phạm bị bắt giữ và tự đầu thú đến chiều 13 tháng 6 là 45 người. Công an đang tập trung xét hỏi những nghi phạm bị bắt giữ và tiếp tục truy bắt những người còn lại. Trước đó, trong đêm 12 tháng 6, có 2 đối tượng ra đầu thú cơ quan chức năng. Trung tướng Tôn Sô cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những nghi phạm chủ động đầu thú để được hưởng khoan hồng. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo lời khai ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ đã nghe theo lời xúi giục, lo cho cuộc sống sung sướng tốt đẹp hơn, hung hãn, liều lĩnh là hành vi của nhóm người liên quan đến vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Theo VTV.vn, các nghi phạm đã chuẩn bị kế hoạch nhằm thực hiện hành vi. Khai với cơ quan điều tra, họ cho biết có bàn bạc trong cuộc họp, phân công nhiệm vụ và được đưa súng, dao, bom xăng, lựu đạn cho từng người. Nhiều nghi phạm nói bị lôi kéo dụ dỗ sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Y Tim Nhe, ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búc, khai được chỉ đạo, thấy chỗ nào có người ở là phải bắn chết. Còn Y Mang Mio cho biết, người cầm đầu bảo đứng canh giữ, nếu người dân không làm theo là đâm. Đối tượng Y Chan Nhe, ngụ huyện Krông Búc khai nhận, tham gia vụ việc này là dụ dỗ làm theo hành vi của mấy ông dụ dỗ cầm đầu, hứa hẹn cho mình có cuộc sống ấm no và giàu sang. Đối tượng Inu Nhe, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk khai nhận, tôi nhận thấy việc làm của tôi là sai, tôi xin bà con buôn làng không làm theo những việc làm của chúng tôi. Các cửa sổ, cửa chính ở hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tu đều bị đập phá. Nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt, nghiêm trọng hơn đó là gặp bất cứ ai ở trụ sở Ủy ban nhân dân hay người dân, các nghi phạm đều rất hung hãn. Sau khi đập phá cửa, các nghi phạm đã ném bom xăng vào các phòng. Rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại xã của người dân đã bị cháy hết. Tại đây, nhiều vết đạn để lại cho thấy tính chất manh động của nhóm người này. Sau khi đột nhập, đốt phá hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhóm người này khi di chuyển trên đường đã tiếp tục sử dụng súng, dao, bom xăng, khiến 5 người tử vong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.